Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã. Hán dịch: Kim Cang Trí. Phiên âm và lược dịch: Nguyên Tánh và Nguyên Hiển. Vị dịch: Chùa Châu Lâm, tháng 12 năm 2006. Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã. Đại đường Nam, nước Nam Thiên Trúc. Tam Tạng Kim Cang Trí dựa vào phạn bản ở Trung Thiên Dịch. Tôi nghe như vậy: Một thuở nọ, Thế Tôn diệu thiện thành tựu các loại công đức thù thắng hiếm có, kim cang trí bình đẳng tánh trí của Như Lai, để khéo hộ trì quán lãnh bảo quang vô thượng pháp vương của tất cả Như Lai, vượt qua ba cõi, đã có thể khéo đắc được du già tự tại vô ngại, biến kim cang trí ma ha của tất cả Như Lai, chắc chắn làm thanh tịnh diệu pháp trí của tất cả Như Lai, để khéo chứng thành bình đẳng tánh, rốt ráo vắng lặng, ấn quyết những việc được làm đều đã được hoàn thành khéo léo. Còn các loại nguyện hiếm có của tất cả hữu tình khác, tùy theo sự vô tội của họ mà đều có thể đầy đủ. Để khéo an trú tánh thân ngữ ý rộng lớn cùng khắp, thường không đoạn tận, bình đẳng ba cõi giống như kim cang bình đẳng với vô động vô hoại của các Như Lai. Thế Tôn trụ vào dục giới đảnh, vương cung của vua trời tha hóa tự tại, chỗ thường được tất cả Như Lai du hí và cùng tán thán, là cung điện quý báu, trang nghiêm rộng đẹp. Cung điện ấy được xây bằng mani vô giá, các thứ báu đặc biệt nằm lẫn giữa thứ trang sức, ánh sáng giao nhau của chúng sanh phóng ra ánh sáng đại quang minh. Mọi nơi đều treo chuông báu, chuông vàng, khi có gió thổi nhẹ đều phát ra âm thanh hòa nhã, lộng đẹp cờ lụa, màn hoa, phất trận đủ màu, cho báu chuỗi ngọc, mỗi nửa tháng hoặc cuối tháng, vân vân, dùng đủ các loại trang sức khác nhau để trang nghiêm. Đó là nơi được hiền thánh, thiên tiên yêu thích, cùng có mặt với 80 ức đại Bồ Tát, tất cả đều đầy đủ Đà La Ni, Tam Ma Địa, Vô Ngại Diệu Biện, các loại công đức vô lượng như thế, giả sử trải qua nhiều kiếp tán tháng cũng không thể tận. Đó là Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, Hư Không Bồ Khố Tát Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cang Quyền Bồ Tát Ma Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Tâm, tức là Chuyển Pháp Luân Bồ Tát Ma Ha Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Hàng Phục Nhất Thiết Ma Quán Bồ Tát Ma Ha Tát. Các bậc thượng thủ như vậy có đến 80 ức chúng đại Bồ Tát. Trước sau bề quanh tuyên thuyết chính pháp, trước giữa sau đều thiện, văn nghĩa linh hoạt, thù diệu, thuần nhất hoàn toàn trong sạch phạm hạnh. Lúc bấy giờ Thế Tôn vì các Bồ Tát mà thuyết tự tánh của tất cả pháp là thanh tịnh và pháp môn nhiều lý thú của Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao gọi là câu nghĩa của Bồ Tát? Nghĩa là câu nghĩa vô cùng thanh tịnh chính là câu nghĩa của Bồ Tát. Cái kiến hoàn toàn vắng lặng, câu nghĩa thanh tịnh chính là câu nghĩa của Bồ Tát. Câu nghĩa vi diệu, vui thích, thanh tịnh chính là câu nghĩa của Bồ Tát. Khác ái hoàn toàn, đoạn trừ, câu nghĩa thanh tịnh chính là câu nghĩa của Bồ Tát. Thay tệ siêu việt, câu nghĩa thanh tịnh chính là câu nghĩa của Bồ Tát. Chúng đức trang nghiêm, câu nghĩa thanh tịnh là chính là câu nghĩa của Bồ Tát. Ý rất vui thích, câu nghĩa thanh tịnh chính là câu nghĩa của Bồ Tát. Ý thanh tịnh, câu nghĩa chính là câu nghĩa của Bồ Tát. Sắc thanh tịnh, câu nghĩa chính là câu nghĩa của Bồ Tát. Thanh thanh tịnh, có nghĩa chính là công nghĩa của Bồ Tát. Hương thanh tịnh, có nghĩa chính là công nghĩa của Bồ Tát. Vị thanh tịnh, có nghĩa chính là công nghĩa của Bồ Tát. Xúc thanh tịnh, có nghĩa chính là công nghĩa của Bồ Tát. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp đều thanh tịnh. Tự tánh của tất cả pháp thanh tịnh chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa Thù Thắng thanh tịnh. Phật thuyết câu nghĩa của Bồ Tát và pháp lý thú thanh tịnh của Bát Nhã như thế xong, bảo Bồ Tát Kim Cang Thủ vân vân rằng: Bồ Tát Kim Cang Thủ, nếu được nghe tự tánh thanh tịnh của tất cả pháp và pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa lý thú một lần lọt qua tai, có phiền não chướng nghiệp các tội rất nặng thì đều tiêu diệt, không bị sanh vào ác đạo cho đến lúc được Bồ Đề. Nếu mỗi ngày có thể thọ trì đọc tụng chính niệm tư duy thì ở ngay đời này chắc chắn đắc được bình đẳng tánh của tất cả pháp Kim Cang Định. Trải qua 16 tâm muội, đại Bồ Tát chắc chắn đắc được tánh chấp kim cang của Như Lai, sớm chứng được vô thượng chính đẳng Bồ Đề mà liền thuyết mật ngữ.
Lúc bấy giờ, Thế Tôn lại dựa vào tướng của Như Lai Tỳ Lô Giá Na và các Bồ Tát mà thuyết pháp tánh tịch tịnh của Như Lai và pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa thầm tâm lý thú hiện đẳng giác. Đó là kim cang bình đẳng thành chánh giác. Vì tánh kiên cố của Đại Bồ Đề như kim cang, nghĩa bình đẳng thành chánh giác. Vì tánh mất nghĩa của Đại Bồ Đề, pháp bình đẳng thành chánh giác. Vì tự tánh Đại Bồ Đề thanh tịnh, tất cả nghiệp bình đẳng thành chánh giác. Vì Đại Bồ Đề lìa tất cả mọi sự phân biệt, Phật thuyết pháp môn pháp tánh như thế xong, bảo Bồ Tát Kim Cang Thủ rằng: Kim Cang Thủ, nếu được nghe bốn loại tánh tịch tịnh thành chánh giác, những pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa lý thú hiện đẳng giác này, tiền tinh hiểu thọ trì độc tụng chánh niệm tư duy, thì liền có thể vượt qua tất cả ác đạo, sớm chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. La thuyết mật ngữ rằng: Án, lúc bấy giờ Thế Tôn lại dựa vào pháp có thể điều phục những hữu tình khó điều phục của tất cả Như Lai và Tức Thích Ca Mâu Ni, như các Bồ Tát mà thuyết phổ thắng bình đẳng của tất cả pháp và pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Ma Ba La Mật Đa lý thú. Đó là tánh không hỷ luận của tham, tánh không hỷ luận của sân, tánh không hỷ luận của ái. Vì sao? Vì cho tới tất cả tánh không hỷ luận, tất cả tánh không hỷ luận chính là tánh không hỷ luận của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật thuyết pháp điều phục các ác và pháp Bát Nhã lý thú phổ thắng như thế xong, Bà Bồ Tát Kim Cang Thủ vân vân rằng: Kim Cang Thủ, nếu được nghe phổ thắng bình đẳng của tất cả pháp và pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa lý thú mà tinh hiệu thọ trì độc tụng chánh niệm tư duy, giả sử có người sát hại tất cả hữu tình trong ba cõi, nhưng cuối cùng không vì điều này mà rơi vào ác đạo. Vì sao? Vì tâm luật nghi đã được điều phục, thường sanh về chỗ thiện, tu hành Bồ Đề, sớm chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà lại thuyết mật ngữ. Lúc bấy giờ, Thế Tôn lại dựa vào tự tánh và tướng thanh tịnh của tất cả Như Lai, vì các Bồ Tát mà thuyết tất cả pháp bình đẳng tánh quán tự tại tri ấn và pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa lý thú. Đó là tất cả tham tánh tịnh, sân tánh thanh tịnh, vì tất cả tham tánh thanh tịnh, tất cả tánh do thanh tịnh, tánh tội lỗi thanh tịnh, vì tất cả tánh do thanh tịnh, tánh tội lỗi thanh tịnh, tất cả pháp tánh thanh tịnh, hữu tình tánh thanh tịnh. Vì tất cả pháp tánh thanh tịnh, hữu tình tánh thanh tịnh, nhất thiết trí tánh thanh tịnh, vì nhất thiết trí tánh thanh tịnh, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa tối thắng thanh tịnh. Phật thuyết bình đẳng tri ấn về pháp môn Bát Nhã lý thú thanh tịnh như thế xong, bảo Bồ Tát Kim Cang Thủ vân vân rằng: Kim Cang Thủ, nếu được nghe tất cả pháp bình đẳng quán tự tại trí ấn về pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa lý thú mà tinh hiểu thọ trì độc tụng chánh niệm tư duy, dù người đó ở trong năm dục nhơ nhưng không bị phiền não, khất trần phiền não và các tội lỗi làm nhiễm ô. Ví như hoa sen, mặc dù ở trong bùn nhơ nhưng hoàn toàn không bị nhơ, sớm chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Là thuyết mật ngữ rằng: Hiệt lỵ, tức là hợp hai tiếng dài. Lúc bấy giờ, Thế Tôn lại dựa vào tướng ba cõi của tất cả Như Lai, vì các Bồ Tát mà thuyết pháp môn quán đảnh xuất hiện trí tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa lý thú của tất cả Như Lai, đó là bố thí quán đảnh. Vì khiến đắc được địa vị pháp vương trong tất cả ba cõi, bố thí tài bảo, vì khiến đắc được đầy đủ tất cả sở nguyện, bố thí tịnh pháp, vì khiến đắc được tất cả pháp bảo tánh, bố thí thức ăn, vì khiến toàn thân khẩu ý đắc được an lạc. Phật thuyết quán đảnh Bát Nhã lý thú trí tạng như thế xong, bảo Bồ Tát Kim Cang Thủ rằng: Nếu có được nghe pháp môn quán đảnh thầm tâm lý thú trí tạng như thế mà tinh hiệu thọ trì độc tụng chánh niệm tư duy, thì có thể nhanh chóng đầy đủ bồ đề hạnh và sớm được chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại thuyết mật ngữ: Đắc đạm, tức là hai hợp. Lúc bấy giờ Thế Tôn lại dựa vào tướng thường trụ tri ấn mật tạng của tất cả Như Lai, với các Bồ Tát mà tuyên thuyết pháp môn kim cang tri ấn thầm tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa lý thú của tất cả Như Lai, đó là nắm giữ thân ấn kim cang của tất cả Như Lai, vì đắc được thể tánh chân thật của tất cả Như Lai, nắm giữ ngự ấn kim cang của tất cả Như Lai, vì đắc được tất cả pháp môn tự tại, nắm giữ tâm ấn kim cang của tất cả Như Lai, vì đắc được đầy đủ tất cả định.
nắm kim cang, giữ tri ân kim cang của tất cả Như Lai. Vì đắc được thân ngữ tâm tối thượng như như kim cang, Phật thuyết pháp tri ân như thế xong, bảo kim cang thủ quan văn rằng: Kim cang thủ, nếu được nghe pháp môn kim cang trí thầm tâm bát nhã ba la mật đa lý thủ này của tất cả Như Lai, tín hiệu tọa trì độc tụng chánh niệm tư duy, thì liền được thành tựu tri ấn kim cang tối thượng, đối với nhất thiết trí và các sự nghiệp đều được viên mãn. Tánh của thân ngữ tâm giống như kim cang, không thể phá hoại, sớm chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề và đại thiết mật ngữ. Lúc bấy giờ Thế Tôn lại dựa vào tất cả pháp không hí luận tướng của Như Lai vì các Bồ Tát mà thuyết pháp môn văn tự chuyển luân phẩm bát nhã ba la mật đa lý thú, đó là tất cả pháp đều không vì không có tự tánh, tất cả pháp đều vô tướng vì đời các tướng, tất cả pháp đều vô nguyện vì đời các nguyện, cho đến tự tánh của tất cả pháp đều thanh tịnh, chính là tự tánh thanh tịnh của bát nhã ba la mật đa. Phật thuyết pháp rồi các văn tự hí luận như thế xong, bảo Bồ Tát Kim Cang Thủ và văn rằng: Nếu được nghe pháp môn do hí luận bát nhã lý thú luân tự mà tín hiệu và truyền độc tụng chánh niệm tư duy ở trong tất cả pháp này, đắc được trí vô ngại, sớm chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề, lại thuyết mật ngữ ám, tức là thường thanh dẫn. Lúc bấy giờ Thế Tôn lại dựa vào tướng nhập quảng đại chuyển luân của tất cả Như Lai và các Bồ Tát mà thuyết pháp môn nhập quảng đại chuyển luân bát nhã ba la mật đa thầm tâm lý thú bình đẳng tánh, đó là nhập vào tánh bình đẳng của kim cang. Vì nhập vào được chuyển luân của tất cả Như Lai, nhập vào nghĩa bình đẳng tánh, vì nhập vào được pháp chuyển luân của tất cả Bồ Tát, nhập vào pháp bình đẳng tánh, vì nhập vào được diệu pháp chuyển luân, cho đến nhập vào tánh bình đẳng của tất cả pháp, nhập được vào tánh bình đẳng của tất cả pháp, vì nhập được vào chuyển pháp luân của tất cả pháp. Phật thuyết nhập quảng đại chuyển luân bát nhã lý thú bình đẳng như thế xong, bảo Bồ Tát Kim Cang Thủ văn rằng: Nếu được nghe pháp môn luân tánh thầm tâm lý thú bình đẳng tánh như thế mà tên hiểu thọ trì độc tụng chánh niệm tư duy, có thể khéo chấn ngộ và nhập vào các tánh bình đẳng, sớm chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề và lại thuyết mật ngữ. Lúc bấy giờ Thế Tôn lại dựa vào quảng đại cúng dường chủng chủng chúng cúng cụ của tất cả Như Lai như các Bồ Tát mà thuyết mà tiên tiến tối thắng đệ nhất quảng đại cúng dường chủng chủng cụ cúng cụ và pháp môn bát nhã ba la mật đa thầm tâm lý thú vô thượng, đó là phát tâm bồ đề, tức là thành quảng đại cúng dường tất cả Như Lai, cứu hộ tất cả hữu tình, chính là thành quảng đại cúng dường tất cả Như Lai, trú và gìn giữ diệu pháp, chính là thành quảng đại cúng dường tất cả Như Lai, cho đến biên chế thọ trì độc tụng chánh niệm tư duy cúng dường bát nhã ba la mật đa, chính là thành quảng đại cúng dường tất cả Như Lai. Phật thuyết pháp chân tịnh cúng dường thành tâm lý thú vô thượng đã xong, bảo Kim Cang Thủ phân vân rằng: Nếu được nghe pháp môn cúng dường bát nhã lý thú vô thượng mà tín hiệu tọa trì độc tụng chánh niệm tư duy, thì có thể nhanh chóng hoàn thành các hạnh của Bồ Tát, sớm chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề và là thuyết mật ngữ. Lúc bấy giờ Thế Tôn lại dựa vào tướng có thể điều phục tất cả hữu tình của tất cả Như Lai như các Bồ Tát mà tiên thuyết pháp môn có thể điều phục tất cả hữu tình bí mật trí tạng bát nhã ba la mật đa lý thú, đó là tánh bình đẳng của tất cả hữu tình, chính là tánh bình đẳng phẫn nộ, tánh điều phục của tất cả hữu tình chính là tánh phẫn nộ điều phục, tánh chân pháp của tất cả hữu tình chính là tánh chân pháp phẫn nộ, tánh như kim cang của tất cả hữu tình chính là tánh như kim cang phẫn nộ. Vì sao? Vì điều phục tất cả hữu tình, vì khiến đắc được bồ đề. Phật thuyết có thể khéo điều phục thầm tâm lý thú trí tạng như thế xong, bảo Bồ Tát Kim Cang Thủ vân vân rằng: Nếu được nghe pháp môn điều phục bát nhã lý thú trạng trí tạng như thế mà tên hiệu thọ trì độc tụng chánh niệm tư duy, thì có thể tự điều phục các lỗi của mình như phẫn nộ vân vân, và cũng có thể điều phục tất cả hữu tình thường sinh như cõi thiện, thừa nhận các niềm vui dễ dịu, các sự phản đối trong đời hiện tại đều khởi từ tâm, có thể khéo tu hành các hạnh Bồ Tát, sớm chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và là thuyết mật ngữ. Lúc bấy giờ Thế Tôn lại dựa vào trụ bình đẳng tướng của tất cả Như Lai vì các Bồ Tát mà thuyết pháp môn tất cả pháp tối thắng bình đẳng tánh thầm tâm bát nhã ba la mật đa lý thú, nghĩa là vì tất cả pháp đều là bình đẳng tánh nên thầm tâm bát nhã ba la mật đa cũng bình đẳng tánh,
Vì tất cả pháp là đệ nhất nghĩa tánh, nên thầm tâm bát nhã ba la mật đa cũng đệ nhất nghĩa tánh. Vì tất cả pháp là pháp tánh, nên thầm tâm bát nhã ba la mật đa cũng là pháp tánh. Cho đến vì tất cả đều có tánh nghiệp dụng, vì thế nên biết thầm tâm bát nhã ba la mật đa cũng có tánh nghiệp dụng. Phật thuyết tánh bình đẳng, tánh thầm thâm lý thú tối thắng pháp như thế xong. Bà Bồ Tát Kỳ Cang Thủ và Văn Tràng đã được nghe pháp môn bình đẳng thầm thâm bát nhã lý thú tối thắng mà tinh hiểu tòa trì độc tụng chánh niệm tư duy, tiểu tự tâm đạt bình đẳng pháp tánh thầm thâm bát nhã ba la mật đa, tâm không bị ngăn ngại đối với các hữu tình. Sớm chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, lại thuyết mật ngữ rằng hiệt lỵ. Lúc bấy giờ Thế Tôn lại dựa vào tướng gia trì các hữu tình của tất cả Như Lai với các Bồ Tát mà thuyết pháp môn tất cả hữu tình gia trì của bát nhã ba la mật đa lý thú, đó là tất cả hữu tình chính là Như Lai tạng. Vì tánh của Bồ Tát Phổ Hiền là cùng khắp tất cả hữu tình chính là Kim Cang. Vì tánh viên mãn của Quán Đảnh, tất cả hữu tình chính là tánh chánh pháp tạng. Vì có thể chuyển tất cả chánh pháp ngữ luôn, tất cả hữu tình chính là tánh sự nghiệp tạng. Vì có thể làm tương ưng tất cả sự nghiệp. Phật thuyết pháp gia trì hữu tình thầm thâm lý thú thắng tại như thế xong, bảo Bồ Tát Kim Cang Thủ văn văn rằng để được nghe pháp môn biến mãn bát nhã lý thú thắng tạng mà tánh hiểu thọ trì độc tụng chánh niệm tư duy thì có thể thông đạt tánh vắng thắng tạng pháp, sớm chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Là thuyết mật ngữ rằng để lợi, tức là nhị hợp dẫn, lúc bấy giờ Thế Tôn là giờ vào tướng vô lượng vô biên tới cứu cánh. Và các Bồ Tát mà tuyên thuyết pháp môn tất cả pháp vô lượng vô biên tế cứu cánh bình đẳng bát nhã ba la mật đa lý thú, đó là vì thầm thâm bát nhã ba la mật đa là vô lượng nên tất cả Như Lai cũng vô lượng, vì thầm thâm bát nhã ba la mật đa là vô biên nên tất cả Như Lai cũng vô biên, vì thầm thâm bát nhã ba la mật đa là một tánh nên tất cả các pháp cũng đều một tánh, vì thầm thâm bát nhã ba la mật đa là hoàn toàn tận nên tất cả các pháp cũng hoàn toàn tận. Phật thuyết vô biên tế có cánh lý thú Kim Cang tế xong, Bảo Bồ Tát Kim Cang Thủ văn văn rằng Kim Cang Thủ, nếu được nghe pháp môn của cánh bát nhã ba la mật đa lý thú Kim Cang như thế mà thánh hiểu toàn trì độc tụng chánh niệm tư duy thì nếu có tất cả chướng ngại đã được tiêu diệt hoàn toàn không còn dư, chắc chắn đạt được chấp Kim Cang tánh của Như Lai, sớm chứng như thượng chánh đẳng bồ đề. Họ thuyết mật ngữ rằng tỳ dự, lúc bấy giờ Thế Tôn lại dựa vào tướng ly hỷ luận biến hóa pháp tánh từ lỗi giới nan của tất cả Như Lai. Với các Bồ Tát mà tinh thiết pháp môn Phổ Hiền đại lạc kim cang bất không thần chú vô lượng quyết định nhập chư pháp tánh vô sơ trung hậu tối thắng đệ nhất thầm thâm bát nhã ba la mật đa lý thú, đó là các Bồ Tát có thể lãnh phát việc rộng lớn vì cúng dường nên đắc được đại lạc tối thượng. Vì có thể đắc được đại lạc tối thượng, nó có thể đắc được đại bồ đề tối thượng của chư Phật. Vì có đắc được bồ đề tối thượng của chư Phật nên hoàn toàn có thể hàng phục tất cả ma quân. Vì hàng phục tất cả ma quân nên được tự tại trong ba cõi, thành tựu tối thượng. Vì tự tại trong ba cõi, thành tựu tối thắng nên có thể làm lợi ích khắp cùng khắp cho tất cả hữu tình đều cũng đắc được an lạc tối thượng của cánh. Là thuyết mật ngữ rằng tác phạm có bậc trí tối thắng thường ở trong sanh tử đồ khắp các chúng sanh như không vào niết bàn, bát nhã ba la mật trí phương tiện cứu cánh có thể thành nghiệp thanh tịnh làm thanh tịnh các cõi, lại lấy tham vân vân điều phục các thế gian cho đến trời hữu đẳng thanh tịnh quả vô vi, ở ngay trong sanh tử tới pháp không thể nhiễm như sắc đẹp hoa sen không bị nhiễm trần cấu, đại dục người thanh tịnh người bố thí an lạc tự tại trong ba cõi kiên cố làm lợi ích. Lại thuyết mật ngữ rằng ấm na ma tát bà một đà mẫu địa tát đoạn nam ấm bồ địa chất đa bạc chiết lơ ấm tam mạng đa bạc đà la giả lợi gia ấm chân đa ma nê ấm quá đễ lô đề ấm nhẹ đệ vĩ ấm
Mahala Già Đạt. Ấm Mị Lì Gia Ca Phược Chế. Ấm Tát Bà Già Nhị Nể. Ấm Bạc Chiết La Nể Lị Trà Ca Phật Chiết Chỉ Hồng. Ấm Tát Bà Tát Tha Nghiệt Đế. Ấm Bà Phật Phật Đề. Ấm Đạt Ma Đa Nương Na Vĩ Thuật Đề. Ấm Yết Ma Vĩ Tuất Đại Ấm. Ấm Nể Tô Bà Bạc Chiết Lị Nê Hồng Phán. Ấm Yết Ma Lá Nga. Ấm Nhà Hô Bạc Chiết Lệ. Ấm Tát Bà Na Dĩ Nế. Ấm Đốn Lị Yết. Ấm A Ca La Mục Khế Hộ. Ấm Bát Lợi Nhã Ba La Đế. Hấp Tông Hồng. Ấm Ám. Ấm Tát Bà Đát Tha Nghiệt Đa Ma Kỳ Vị Tuất Đạt Nể. Ấm Tát Bà Đát Tha Nghiệt Đa Ca Nghiệt Lệ. Ấm Tát Bà Đát Tha Nghiệt Đa Chất Đa Bạc Chiết Lệ. Ấm Bạc Chiết La Tát Đỏ Vi Tắc Phổ Xá Gia Tát Bà Bá Gia Mãn Đà Na Nè Bát La Mổ Khắc Xoa Gia Tát Bà Bá Gia Để Lệ Tát Phược Tát Đát Vạn Tát Phược Đát Tha Đa Tam Muội Gia Bạc La Hồng Đát La Xá. Phật thuyết là bí mật như thế xong, Bà Bồ Tát Kim Cang thủ rằng là bí mật của ta nếu các hữu tình được nghe 20 điều lý thú bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tin hiểu tòa được độc tụng chánh niệm tư duy ở trong đời hiện liền được thành tựu tất cả Như Lai Kim Cang bí mật tối thắng, không lâu nữa sẽ đắc được thân đại chấp Kim Cang pháp tánh của tất cả Như Lai. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo các Bồ Tát chỉ tương tiếp pháp môn như trên xong rồi, là bảo Bồ Tát Kim Cang thủ rằng Kim Cang thủ, kinh điển này của ta có thể được nghe ít nhất dù chỉ một chữ. Cho nên biết người này trong quá khứ đã từng cúng dường chư Phật, ở nơi chư Phật đã gieo trồng các thiện căn. Huống gì lắng nghe đầy đủ tọa trì đọc tụng chánh niệm tư duy. Cho nên biết người này chắc chắn đã từng cúng dường công kính tôn trọng tháng tháng 80 ức na gia tha hằng hà sa chư Phật. Nếu kinh điển này được tôn trì ở chỗ nào thì chỗ đất ấy liền có tháp của chư Phật. Nếu các hữu tình yêu kính kinh này thường giữ gìn không cho rời khỏi thân thì người này xứng đáng thừa nhận sự cung kính cúng dường của tất cả thế gian. Người này sẽ đắc được túc mạng trí thông và có thể biết các vị trong vô lượng kiếp quá khứ không bị tất cả các thiên ma ba tuần nhiễu loạn. Bốn vị đại vương cõi trời cùng các chư thiên thường theo hộ vệ. Tất cả chư Phật và các Bồ Tát thường cúng dường và nhiếp thọ. Mười phương tịnh độ tùy nguyện vãng sanh về. Kim Cang thủ, nơi ta lược thuyết pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa lý thú công đức như thế, nó nói rộng ra thì hết kiếp cũng không nói hết. Phật thích cái này xong, các Bồ Tát như Kim Cang thủ vân vân, Thiên Long Dạ So Càn Tát Bà A Tô La, Nghiệt Lỗ La Khởi Na La, Ma Hồ La Già, người và không phải người, tất cả chúng hội chúng đều rất hoan hỷ tánh thọ và phụng hành kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã.